ngươi đừng lên giọng giá giờ đạo đức giữa đêm nay đã phơi trần sự thật. Vì sau khi chiếc mặt nạ vừa đứt dây rồi thì ta mới rõ ngươi chỉ là một kẻ vô lương đê tiện nhất trên đời. Đừng nói nữa phí hời, đừng nhiều lời uổng công thiếu vẻ. Hãy khăn gói đi đi, vì cuộc tương tri đã không tồn tại. Tình bạn đã không còn, thôi thì đừng gặp nhau nữa là